Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Đừng nhân danh điều gì để đem Việt Á mặc cả. Quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Quang Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nói về vụ Việt Á, mất mát lớn nhất là lòng tin của người dân vào ngành y bị suy giảm, đó là đau xót cho ngành. Thứ nữa là lòng tin trong ngành với nhau. Sau cơn bão, người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Không riêng gì ông Quang mà cũng chẳng phải lần đầu, nhiều vị đã đăng đàn lo ngại cơn bão Việt Á vẫn đang càn quét ngành y, đang khiến không chỉ bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề mà người trong ngành cũng đang hoang mang lo sợ. Không riêng gì cơn đại hồng thủy Việt Á mà hàng loạt vụ án khác liên quan đến ngành đang coi sóc sức khỏe toàn dân này đã khiến người trong ngành co thần thủ thế. Phanh phui Việt Á đã lôi từ người đứng đầu Bộ Y tế đến cán bộ lãnh đạo y tế hàng loạt tỉnh, thành, không những cho thấy họ lũng đoạn để trục lợi có hệ thống như thế nào mà còn lộ ra cá nhiều kẽ hở trong đấu thầu, mua sắm liên quan liên kết cơ chế pháp lý của ngành này. Ông Quang chua xót thừa nhận, có việc làm tưởng đúng nhưng lại sai, có cái tưởng sai nhưng lại đúng. Đại dịch và cơ chế pháp lý mới này dồn dập bủa vây, những rắc rối từ liên doanh, liên kết, đấu thầu và đỉnh điểm là vụ Việt Á lũng đoạn, gần 100 cán bộ ngành y bị khởi tố và bị bắt đến nay. Nhưng dù thế nào thì chính họ cũng phải chấp nhận cuộc đại phẫu, bởi nếu làm đến nơi đến chốn thì sau này người được lợi nhất cũng chính là người bệnh. Hàng chục năm nay, những ung nhọt âm ỉ từ thuốc giả đến tiêu cực, tham nhũng trong mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế ngấm ngầm âm ỉ và có lúc đã bị phát giác. Có lẽ chưa có lần chữa trị nào lớn như Việt Á hiện thời và đến lúc phải chặn đứng trước khi di căn không thể chữa trị và chỉ có đại phẫu như vậy mới chấm dứt những cơn đớn đau kéo dài. Đâu có căn bệnh nào muốn chữa trị dứt điểm mà không chịu đau đớn tạm thời. Khi bị tai nạn hay bệnh tật gì đó, ban đầu ai cũng sẽ e ngại nhiều thứ, nhưng dần già sẽ vui vẻ và khỏe mạnh hơn sau khi chữa chạy đúng cách, đúng bệnh. Giờ đây, người ta có thể nại lý do Việt Á để phản kháng ngầm, hay coi việc trừng trị những kẻ như ông Long, anh Tạc là nỗi đau nhưng với dân chúng và cả nhiều nhân viên y tế, đó là niềm vui. Việt Á đã phần nào vạch mặt được những kẻ đang làm xấu xí ngành y và gây nên những bất công tai tiếng cho phần lớn nhân viên y tế đã được ghi nhận công sức sau đợt dịch kinh hoàng năm 2021. Họ nên vui vì không bị đánh đồng với những kẻ mượn danh chống dịch để đục khoét ngân khố quốc gia. Còn với người dân thì ít nhất sắp tới khi mà ai đó bản tính mưu mô để trục lợi trên sức khỏe dân chúng, họ cũng phải nhìn đó mà chung tay và cư xử cho tử tế hơn. Không phủ nhận công sức của rất nhiều nhân viên y tế và những y bác sĩ đàng hoàng, cũng cần coi lại cơ chế mua sắm đấu thầu để dẹp bớt những làn danh giữa sai và đúng, nhưng đừng lấy Việt Á ra để mặc cả với nền y học quốc gia và luật pháp nước nhà. Không khó để thấy, những than phiền và lo ngại khi Việt Á đi qua để lại u ám trên báo chí và ở nhiều cơ sở y tế. Nhưng an toàn sức khỏe của dân chúng phải được đặt lên hàng đầu và đại án Việt Á cần được xem như thuốc đắng dã tật với chính ngành y. Một vụ án buôn lậu trên biển và hai lời cảnh báo nghiêm khắc. Thưa quý vị, qua vụ án buôn lậu 198 triệu lít xăng, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh và giám sát lực lượng cảnh sát biển để Việt Nam yên tâm thực thi pháp luật trên biển. Vụ án buôn lậu 198 triệu lít xăng trên biển vừa được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử, thực hiện, thực sự khiến nhiều người hoang mang và lo âu. Bởi lẽ, đường dây tội phạm này liên quan đến nhiều sĩ quan cao cấp của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng một số địa phương. Cơ quan công tố đã xác định, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, đối tượng Phan Thành Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, móc nối với những kẻ cơ hội biến chất để vận chuyển và mua bán trái phép 198 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Những đồng phạm chủ chốt của đối tượng Phan Thành Hữu thời điểm ấy gồm có Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đại tá Phạm Văn Trên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Đại tá Phùng Danh Thoại, Trưởng phòng Xăng dầu Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Ngoài ra, còn có 8 bị cáo khác đều là quân nhân của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Biển. Tòa án Quân sự Quân khu 7 nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn, uy tín của các cơ quan tổ chức. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do các hành vi tội phạm của mình gây ra. Phán quyết thích đáng đã được dành cho các bị cáo, tuy nhiên dư luận không khỏi âu lo bởi lẽ không chỉ buôn lậu
mà vụ án còn có cả tội danh hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Nghĩa là hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển không chỉ gây lũng đoạn thị trường trong nước mà còn đưa ra hai lời cảnh báo nghiêm khắc, một lời cảnh báo về đạo đức cán bộ và một lời cảnh báo an ninh quốc gia. Cảnh sát biển và bộ đội biên phòng luôn được chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm rất chu đáo về vật chất lẫn tinh thần. Vậy mà, một gian thương như đối tượng Phan Thành Hữu lại dễ dàng lôi kéo và thao túng nhiều sĩ quan cao cấp vào con đường lầm lạc. Vì sao? Vì họ kém tu dưỡng nên lòng tham trỗi dậy và lạm dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân. Bên cạnh đại tá Phùng Danh Thoại góp số vốn 5 tỷ đồng để buôn lậu và thu được 22 tỷ đồng, thì Thiếu tướng Lê Văn Minh nhận hối lộ 6,9 tỷ đồng. Thiếu tướng Lê Xuân Thanh nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ 560.000 đô la Mỹ và 6,2 tỷ đồng. Đại tá Phạm Văn Trên nhận hối lộ 1 tỷ đồng. Đặc biệt, hai vị tư lệnh cảnh sát biển vùng 3 và vùng 4 đã tiếp tay cho tội phạm bằng cách nhắn tin tọa độ cho tàu chở xăng buôn lậu, thuận lợi vượt qua chót lọt các lớp kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng trên biển. Vì những đồng tiền bẩn thỉu mà cung cấp thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa mật thiết với hải quân quốc gia thì thực sự vô cùng nguy hiểm. Qua vụ án buôn lậu 198 triệu lít xăng, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh và giám sát lực lượng cảnh sát biển để Việt Nam yên tâm thực thi pháp luật trên biển. Khó thu tiền thi hành án với chùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp chiều ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã thông tin với báo chí về kết quả thi hành án dân sự đối với hai phạm nhân Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương. Đây là những nhân vật chủ chốt trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game bài RigVip Tip.club. Ông Lợi cho biết, theo bản án phúc thẩm, Phan Xào Nam phải thi hành tổng số tiền 1.445 tỷ. Hiện nay, phạm nhân này đã thi hành phần dân sự với số tiền rất lớn là 1.384 tỷ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty CNC, lĩnh 10 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc rửa tiền và bị buộc phải thi hành án dân sự với số tiền 1.655 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự nói việc thi hành án đang rất khó khăn, tài sản đảm bảo thi hành án của Nguyễn Văn Dương không còn nhiều, nhưng nghĩa vụ thi hành án còn rất lớn. Do đó, cơ quan thi hành án các cấp đã tích cực thực hiện quy trình thi hành án để đảm bảo thu hồi tài sản. Nguyễn Văn Dương có một số tài sản để đảm bảo thi hành ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cơ quan thi hành án đang xử lý, ông Lợi nói. Bên cạnh đó, ông Lợi khẳng định trong quá trình xác minh tài sản để thu hồi, cơ quan thi hành án chưa phát hiện Phạm Nhân Dương có dấu hiệu che giấu, tẩu tán hay cố tình không thi hành án dân sự. Trước đó, tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm và chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội liên quan đến quyết định tha tù trước thời hạn đối với ông trùm Phan Xào Nam, cùng với việc tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Phan Xào Nam. Phiên giám đốc thẩm quyết định tuyên Phan Xào Nam phải chấp hành bản án trở lại. Đến đầu tháng 2 năm 2022, phạm nhân Phan Xào Nam đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù trong tổng số 60 tháng tù. Liên quan đến vụ việc giảm chấp hành hình phạt tù cho Phan Xào Nam, có 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan đã bị xử lý. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi. Quan điểm trái chiều xung quanh gói thầu Việt Á tại Cần Thơ. Thưa quý vị, Thanh tra Cần Thơ cho rằng Sở Tài chính phải có trách nhiệm trong việc thẩm định giá các gói thầu y tế có dấu hiệu sai phạm với Việt Á, song cơ quan này phản đối. Sở Y tế và các đơn vị liên quan ở Cần Thơ đã thực hiện 576 gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống COVID-19, tổng trị giá gần 280 tỷ đồng trong năm 2020 đến năm 2021. Hồi tháng 6, Thanh tra Cần Thơ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển hồ sơ cho công an điều tra 7 gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có 5 gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định thầu. Đối với gói thầu của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, Thanh tra cũng cho rằng đơn vị này mua kit xét nghiệm của Việt Á theo hình thức chỉ định thầu có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tương tự, một gói thầu mua sắm máy X-quang di động kỹ thuật số phục vụ phòng chống COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền cũng có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu. Thanh tra xác định, Giám đốc CDC Cần Thơ, Hội đồng Khoa học Công nghệ Cơ sở, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia xét thầu và các cá nhân tham mưu, Giám đốc các bệnh viện, bộ phận kế toán có trách nhiệm với những hạn chế thiếu sót này. Ngoài ra, Thanh tra cho rằng,
lãnh đạo Sở Tài chính, phòng thẩm định và các cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng có phần trách nhiệm. Không đồng tình, ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét lại và chỉ đạo thanh tra thành phố loại bỏ trách nhiệm của Sở Tài chính trong các hạn chế thiếu sót trên. Theo Sở Tài chính, thanh tra kết luận mang tính chủ quan, không đủ cơ sở, không phù hợp, không sát với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Việc đưa ra nhận định và kết luận nêu trên là đã không trao đổi với đơn vị thẩm định để được giải thích làm rõ mà quy chụp trách nhiệm văn bản nêu. Hiện các quy định về tổ chức thẩm định giá làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mua sắm hàng hóa để trình cấp thẩm quyền phê duyệt không thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính. Sở này cũng cho rằng quy trình thủ tục trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm đều đã được báo cáo, có ý kiến thống nhất từ tổ chỉ đạo điều hành, tổ tài chính hậu cần, Sở chỉ huy phòng chống dịch. Kế hoạch mua sắm theo hình thức chỉ định thầu cũng đã được thông qua và thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Trước quan điểm này, ông Trần Phước Hoàng, Chánh thanh tra thành phố Cần Thơ đã gửi báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định đơn vị không quy chụp trách nhiệm của Sở Tài chính. Thanh tra đã thực hiện chức trách dựa trên cơ sở là hồ sơ thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt của Sở Tài chính do cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp. Hồ sơ đã thể hiện trách nhiệm của Sở Tài chính và các cá nhân liên quan trong việc thẩm định các gói thầu mua sắm vật tư y tế. Ngoài việc căn cứ các quy định của pháp luật, thanh tra thành phố đã cân nhắc, xem xét nhiều khía cạnh, đối chiếu với tình hình thực tiễn phát sinh dịch bệnh. Vì vậy, thanh tra chỉ nhận định trách nhiệm có liên quan đến công tác thẩm định của Sở Tài chính đối với 11 trên 413 gói thầu mua sắm đã thanh tra, trong đó 4 gói thầu đề nghị chuyển cơ quan điều tra, 2 gói tại CDC và 2 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Y học cổ truyền. Sau khi nhận được báo cáo này của thanh tra, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu công an và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện kết luận về nhiều gói thầu mua sắm vật tư y tế sai phạm. Ngoài Sở Tài chính, các bên liên quan chưa công bố quan điểm về các quy buộc, trách nhiệm trong kết luận thanh tra. 7 tháng qua, từ khi vụ Việt Á bị phanh phui, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố gần 70 người. Trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh thành, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác bắt 2 sĩ quan.